Hỡi đồng bào toàn quốc, chúng ta muốn hòa bình, chúng ta đã nhân nhượng, nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lớn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ. Hỡi đồng bào, chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ đàn ông, đàn bà, bất kỳ người già, người trẻ, không chia tôn giáo, đảng phái, dân tộc, thế là người Việt Nam thì phải đứng lên đánh thực dân Pháp, cứu tổ quốc. Ai có súng thì dùng súng, ai có gương thì dùng gương, không có gương thì dùng quốc, thường, dây gốc. Ai cũng phải ra sức chống thực dân cứu nước. Thời anh em binh sĩ tự vệ quân quân, giờ cứu quốc đã đến, ta phải hy sinh đến giọt máu cuối cùng để giữ đất nước. Dù thời gian khổ kháng chiến, dù với một lòng kiên quyết hy sinh, thắng lợi nhất định về dân tộc ta. Việt Nam độc lập và thống nhất muôn năm, kháng chiến thắng lợi muôn năm.